Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Việt Anh xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn sản phẩm máy rửa bát Kocher KDEU 8838, dòng máy rửa bát độc lập với nhiều tính năng ưu việt cùng thiết kế trẻ trung hiện đại đến từ thương hiệu Kocher. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những thông tin về sản phẩm này. Máy rửa bát Kocher KDEU 8838 được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu N50242. Đây là dòng máy rửa bát mini với công suất rửa tương ứng 8 bộ bát đĩa châu Âu. Máy được thiết kế độc lập, nhỏ gọn, giúp bạn có thể linh hoạt lắp đặt máy tại bất cứ vị trí nào trong không gian bếp của gia đình mình, giúp tiết kiệm diện tích một cách tối đa. Với màu trắng trẻ trung và hiện đại, sản phẩm rất phù hợp với những gia đình trẻ có từ 2 đến 6 thành viên. Máy tích hợp 7 chương trình rửa linh hoạt khi sử dụng, mức tiêu thụ nước khoảng 6 đến 7 lít trên một lần rửa, điện năng tiêu thụ khoảng 0,9 kWh trên một lần rửa. Động cơ thế hệ mới giúp máy hoạt động mạnh mẽ nhưng vô cùng êm ái với mức độ tiếng ồn dưới 42 decibel, gần như chúng ta không nghe thấy tiếng ồn khi máy đang hoạt động. Khoang máy được làm bằng chất liệu inox không gỉ 304 đạt tiêu chuẩn an toàn. Máy rửa bát Kocher KDEU 8838 tích hợp công nghệ self-clean với cơ chế rửa nóng và sấy lên đến 70 độ C, giúp diệt khuẩn và vệ sinh khoang rửa lên đến 99%. Hạn chế tối đa mùi hôi trong khoang máy sau thời gian sử dụng, bạn sẽ không mất thời gian vệ sinh khoang rửa như các dòng máy rửa bát thông thường. Sản phẩm cũng được trang bị hệ thống Aqua Stop với chức năng tự động ngừng hoạt động khi phát hiện sự cố rò rỉ. Bàn phím điều khiển thân thiện, dễ sử dụng, giúp bạn có thể thao tác được ngay mà không mất quá nhiều thời gian tìm hiểu. Với lần đầu tiên sử dụng máy, các bạn thao tác lần lượt như sau. Mở máy ra và chúng ta nhấc nhẹ khay phía dưới cùng để có thể tiện quan sát hơn. Và đây là vị trí hộp đựng muối. Muối rửa bát là loại muối chuyên dụng có tác dụng làm mềm nước, loại bỏ các cặn tạp chất trong nước, tránh tình trạng làm tắc hệ thống ống của máy cũng như giúp bát đĩa, ly cốc không bị bám cặn canxi và sạch hơn. Để đổ muối đúng cách, bạn sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên dùng phễu và đổ đầy muối vào hộp chứa. Tiếp đó đổ nước vào hộp chứa cho đến vạch tối đa. Và việc này bạn chỉ cần làm trong lần đầu tiên sử dụng. Vặn chặt nắp và khởi động chương trình rửa nhanh, giúp muối tránh làm hỏng, lọc, bơm và một số bộ phận quan trọng khác của máy. Hiện nay trên thị trường cũng có một số loại viên rửa all-in-one, tức là đã có sẵn muối và nước làm bóng, khá là tiện. Tuy nhiên, lời khuyên là bạn vẫn nên sử dụng muối riêng cho máy để tăng độ bền cũng như hoạt động được tối đa nhất. Muối làm mềm nước không quá đắt nên bạn cũng không phải quá lo lắng về chi phí, bởi mỗi lần đổ thì phải rất lâu sau mới cần bổ sung. Lượng muối tiêu thụ nhiều hay ít là phụ thuộc vào chất lượng nước ở mỗi gia đình. Khi có đèn cảnh báo hiển thị trên màn hình thì bạn cũng nên quan tâm để bổ sung muối vào khay. Nếu sau khi rửa bạn thấy bát đũa không khô hoặc sờ thấy nhiều nhớt thì có nghĩa là nước làm bóng đã hết hoặc bạn đang để ở mức quá nhiều. Bên cạnh đó là ngăn đựng chất tẩy rửa. Bạn có thể sử dụng bột rửa hoặc viên rửa tùy theo nhu cầu của gia đình. Có một số loại chất tẩy rửa thông dụng như Finish, Somas đều là những thương hiệu được khuyên dùng cho máy rửa bát. Dưới đáy khoang rửa là ngăn đựng rác để lưu trữ lại những thức ăn còn sót lại. Bạn có thể tháo ra vệ sinh một cách dễ dàng. Với ngăn đựng rác, bạn nên vệ sinh một lần một tháng để giúp máy luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất, cũng như tránh mùi hôi trong khoang máy. KDEU 8838 được trang bị hai dàn rửa chuyên biệt, cùng hai khay đựng đồ dành cho thìa, đũa và bát đũa. Không gian phía bên dưới được thiết kế tối ưu, giúp tối đa hóa số lượng song nồi chảo dành cho bữa cơm từ 2 đến 6 thành viên. Trong các bữa ăn của người châu Á thì thường sử dụng các loại bát có đáy sâu. Do vậy khi xếp bát, chúng ta cũng nên lưu ý không úp bát như thế này, khiến cho phần nước ở phần đáy bát sẽ bị đọng lại và khó thoát đi, cũng như hiệu quả sấy cũng sẽ bị giảm bớt. Do vậy các bạn lưu ý chúng ta xếp bát có độ nghiêng, giúp cho phần nước ở đáy bát có thể dễ dàng trôi đi và các tia nước có thể phun đều làm sạch bề mặt của bát. Khởi động máy, bạn ấn nút Start. Màn hình LED sẽ hiển thị chương trình rửa tương ứng để bạn có thể lựa chọn. Ngoài ra trên màn hình sẽ bao gồm hai đèn cảnh báo: cảnh báo hết muối, cảnh báo hết nước làm bóng. Máy cũng trang bị đồng hồ hẹn giờ timer để bạn thao tác hẹn giờ thời gian máy bắt đầu hoạt động trong 24 giờ. Để thay đổi chương trình rửa phù hợp, bạn sử dụng phím có biểu tượng chữ P để lựa chọn. Máy bao gồm 7 chương trình rửa: chế độ rửa kỹ auto 65 độ C, chế độ rửa thường 60 độ C, chế độ Eco 65 độ C, chế độ rửa đồ thủy tinh 60 độ C, chế độ rửa 90 phút 68 độ C, chế độ rửa nhanh 55 độ C.
Chế độ tự vệ sinh khoang rửa self clean tại nhiệt độ 70 độ C. Với bữa ăn thông thường, bạn nên lựa chọn chế độ rửa kỹ, vì với chế độ này, các vật dụng sẽ được rửa với chu trình rửa chuyên sâu nhất. Đầu tiên, vật dụng rửa như bát đĩa sẽ được rửa qua bằng nước nóng ở nhiệt độ 50 độ C, sau đó sẽ được rửa lại với áp lực nước cao ở nhiệt độ khoảng 65 độ C. Sau quá trình rửa mạnh, các vết thức ăn đã được tách ra khỏi bề mặt bát đĩa, máy sẽ tiến hành tiếp hai chu trình rửa thường với nhiệt độ khoảng 70 độ C. Cuối cùng, bát đĩa sẽ được sấy nóng trước khi kết thúc chương trình. Để hiểu rõ các chế độ hoạt động rửa ra sao, bạn hãy tìm hiểu tại trang số 10 của sách hướng dẫn sử dụng kèm theo máy. Và hãy nhớ luôn giữ lại cuốn sách vô cùng quan trọng này để được hướng dẫn và giải đáp khi cần thiết. Và sau đây Việt Anh sẽ hướng dẫn nhanh lại cách sử dụng máy rửa bát Kocher KDEU8838. Đầu tiên, hãy nhớ kiểm tra các đèn cảnh báo để đảm bảo máy rửa bát đã được bổ sung muối và nước làm bóng đầy đủ. Sau đó bạn sẽ tiến hành xếp vận dụng rửa vào máy như thế này. KDEU8838 có hai khay nhỏ để bạn dễ dàng sắp xếp các vận dụng như đũa, thìa, dao, dĩa. Bạn nhớ sẽ xếp nghiêng và úp phần đọng nước này xuống phía dưới để tia nước dễ dàng làm sạch và sẽ không bị đọng nước làm dơ bát đĩa của bạn. Ngăn dưới sẽ có không gian đủ rộng để bạn xếp song, nồi, đĩa. Sau đó bạn đặt viên rửa vào ngăn chứa, đóng cửa máy và lựa chọn chế độ rửa phù hợp. Ví dụ bữa ăn nhà bạn chỉ có ít bát đĩa, ít dơ thì để tiết kiệm được nước và điện năng tiêu thụ, bạn có thể giảm lượng chất tẩy rửa sử dụng. Sau đó đóng máy, ấn nút nguồn, chọn chế độ rửa Eco. Sau khi đã lựa chọn chế độ rửa, bạn ấn nút Start và máy sẽ bắt đầu hoạt động. Khi máy đã làm việc xong, bạn chỉ việc mở cửa và hoàn thành công việc rửa bát của mình. Ngoài ra bạn cũng đừng quên chế độ rửa đặc biệt Self Clean của máy. Sau một thời gian sử dụng, chỉ cần khởi động máy và chọn chế độ rửa này, khoang rửa bát của bạn sẽ được làm sạch, diệt khuẩn một cách tuyệt vời nhất. Vừa rồi là những hướng dẫn và lưu ý khi sử dụng máy rửa bát Kocher KDEU8838, dòng máy mini, độc lập, được thiết kế trẻ trung, hiện đại, giúp tiết kiệm diện tích trong không gian bếp, mang lại sự tiện lợi và những giây phút thoải mái cho gia đình. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời với sản phẩm này. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!